Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video này mình sẽ là cập nhật về dự án iNetwork. Mình sẽ cập nhật về một số cái tính năng mới. Thứ nhất thì cái thông tin về giá trị của đồng i này thì có rất nhiều bạn là mình đoán theo cái mô phỏng bên cái ví Web3 này để mình đưa ra một cái giá. Nhưng mà bên ví Web3 này không phải là chính xác các bạn nhé, vì lúc này là chưa mở niêm yết, chưa giao dịch. Nên là cái giá mà ví Web3 của đội OKX này họ đưa ra chỉ là cái giá ảo, giá demo và nó không có thật đâu. Chẳng hạn mình ghi là một đồng ai thì tương đương với là 21,4 đô, thì đây không phải là một cái giá mà thật các bạn nhé. Các bạn không tin cái giá này, nó chỉ là một cái giá ảo demo FOMO trước cái khung giờ mà chuẩn bị niêm yết đồng ai. Thì đồng ai này chính thức là còn lại là hơn 8 tiếng thì sẽ mở giao dịch và nó sẽ rơi khoảng độ là 5 giờ chiều theo giờ Việt Nam. Thì các bạn sẽ canh cái giờ đấy để mình vào mình bán. Và trong nội dung này thì mình sẽ hướng dẫn cho một số bạn, nếu các bạn có nhiều tài khoản đồng ai mà chỉ có một sàn OKX và các bạn cần phải là liên kết vào cái ví Web3 hay là ví Chớt hay là ví MetaMask để mình rút cái đồng ai về, thì mình sẽ hướng dẫn bạn cái cách mình chuyển từ những cái ví cá nhân này lên cái sàn iNetwork để mình sẽ bán đồng ai sau khi mà mở niêm yết. Và cái thông tin mà dò dỉ giá của đồng ai này thì mình thấy là dự án vô tình để mà dò dỉ, nhưng mà mình cũng chỉ dám đoán nó khoảng độ là 60-70% là cái giá mặc định ban đầu khi mà mở niêm yết, còn nó cũng không phải là chính xác 100% đâu nhé. Kể cả mình có cho là 99% thì 1% nó không đúng thì nó vẫn là không đúng nhé. Nên là tất cả đều là trên cái cơ sở mà dự đoán theo cái thông tin mà dò dỉ của dự án thôi. Ở đây các bạn nhìn thấy cái đồng Avive đấy, hay là đồng quay nào khi bắt đầu mở niêm yết thì bên phía dự án bao giờ họ cũng có một cái giá mặc định để mà mở thanh khoản ban đầu. Cái giá của đồng Avive thì là 0.01, nhưng mà chỉ khoảng độ là 5 đến 10 giây thì cái giá của nó lên đến là 0.19, đạt target là cao nhất là 0.19. Thì như vậy cái giá của đồng ai này nó sau này nó cũng biến động sau khi mà niêm yết, giống tất cả những cái đồng coin khác, chẳng hạn như là đồng Avive. Ví dụ cái giá đồng ai mặc định nó ở đây là 0.05 như thế này, nhưng mà cũng chỉ khoảng độ là 5-10 giây sau thì nó sẽ bơm một cây nến lên với cái giá mà đội DEP FOMO cộng với cộng đồng là FOMO nhé. Nên là cái giá mà bắt đầu mở thanh khoản này nó cũng không phải là cái giá quan trọng lắm đâu. Quan trọng là cái giá mà sau khi bắt đầu giao dịch thì bên phía đội DEP họ bơm giá, họ đẩy lên bao nhiêu, và cái cộng đồng, những cái cá mập họ FOMO đẩy cái giá trị lên bao nhiêu thì nó mới là cái giá mà chính xác nhé. Còn hiện tại cái giá mà các bạn đang nhìn thấy và nhiều bạn dự đoán là 5 đến 10 đô hay là 3 hay là 4 đô mà ở trên ví Web3 OKX bán này, báo này, thì nó không phải là một cái giá chính xác, nên là mình không lấy cái giá này làm cái dự đoán đâu. Nó chỉ là một cái giá ảo, giá demo FOMO đấy. Và thứ nhất thì về cái đồng ai này đấy, thì cũng có rất nhiều bạn hỏi là em nhận được chuông thông báo và mail, nhưng mà em vào cái ví funding lại không tìm thấy đồng ai để mà chuyển sang ví giao dịch. Như vậy sang ngày hôm qua là dự án trả cho mình về trên ví giao dịch, nên là ở ví funding này thì không có, và các bạn không cần là tìm ở bên ví funding đâu. Các bạn vào cái phần là ví giao dịch, các bạn vào cái ô tìm kiếm, các bạn ghi chữ ai và các bạn bấm là hiện cái số dư mà nhỏ hơn 1 đô này, thì chắc chắn là các bạn sẽ nhìn thấy đồng ai trả về đây. Đây các bạn vào đây, bạn ghi chữ ai và các bạn tích vào cái ô là hiện nhé, hiện như này, thì các bạn nhìn thấy đồng ai đã trả về đây. Và cái lịch sử đấy thì các bạn có thể vào đây, các bạn để ở cái phần tài sản nhé, để ở phần là nạp tiền ở đây. Các bạn ghi chữ ai ở đây, các bạn bấm vào mạng BSC, thì các bạn bấm vào cái quyển sách bên trên này nhé. Nó là cái lịch sử mà nó hiện cái thông tin mà những cái khoản nạp đấy. Thì đây sẽ hiện cái lịch sử mà mình nhận cái đồng ai từ bên phía dự án và sàn OKX, thì họ đã trả về cái ví giao ngay. Nên là mình không cần là phải thêm cái động tác là từ ví funding chuyển về ví giao ngay nữa, mà tự động nó đã có ở trong ví giao ngay. Các bạn chỉ cần chờ đến thời điểm là sau đếm ngược để mình bán đồng ai. Bây giờ mình sẽ đi mình tìm hiểu cho bạn về cái thông tin mà mình dự đoán dò dỉ giá thật sau khi bắt đầu mở thanh khoản đồng ai. Thì các bạn đăng nhập vào app iNetwork, và nếu bạn nào mình chưa cập nhật phiên bản mới thì các bạn sẽ cập nhật phiên bản mới nhất nhé. Và hiện nay mình đào khoảng độ là 17-18 ngày, nhưng mà cái đồng ai này nó không tăng lên, và mỗi một ngày thì nó trừ đi rất là nhiều. Cách đây hơn 10 ngày trước thì còn là
là hơn 12 triệu 600 đồng ai, nhưng mà bây giờ còn có là 11 triệu 900 nhá. Thì ngày nào nó cũng trừ đi rất là nhiều ở cái phần mà có cái lượng tuyến dưới mà họ không đào đúng phiên hay là họ bỏ phiên. Ở đây thì bạn sẽ nhìn thấy có hai cái ví chuỗi khối là cái ví mà ngày hôm qua các bạn đã nhận đồng ai mà dự án phân phối. Còn cái ví bên này thì sẽ hiện cái ví mà mình đào được, nhưng mà ở đây nó thể hiện là vẫn đủ con số mình đào được mà nó chưa trừ cái phần mình đã nhận được ở đây đi. Và để kiểm tra được cái mạng lưới họ trả cho mình thì các bạn bấm một cái mũi tên màu xanh này để nó đưa mình sang cái trang BCCan. Ở bên trên thì là cái phần mà phí gas pin bi mình nạp đồng ai mình phải chi trả, và dự án họ sẽ trừ cái đồng ai mình được nhận nhé. Và ngày hôm qua thì cái giá phí gas tương đương với khoảng độ là 0.9 đô, nhưng mà sang ngày hôm nay nó biến động một chút thì còn lại là 0.8 đô nhé. Thì mình cứ lấy theo cái giá ngày hôm qua là giá mình nhận thực tế là 0.9 đô. Thì quay lại cái app ai này, các bạn sẽ nhìn thấy là ở cái mục ví này mình có 22.990, nhưng mà ở trên sàn thì trừ cái phí gas đi mình sẽ còn lại là 22.984. Như vậy thì cái phần này lẻ này thì mình sẽ không tính nữa, mình làm tròn là trừ đi là 16 đồng ai. Coi như là mình trừ đi là 16 đồng ai làm cái phí gas trả cho mạng lưới mạng BNB, thì mình cứ tính cái giá ngày hôm qua họ trả cho mình là 0.9 là cái phí gas của là BNB, sắp xỉ 1 đô nhé. Thì mình sẽ chia cho là 16 đồng ai là cái số 16 đồng này, dự án trừ phí gas của mình để mà mình nhận đồng ai, thì tương đương với cái giá mà ngày hôm qua mà dự án nạp cho mình đồng ai lên ấy là 0.056, 0.05625. Và như vậy mình dựa vào cái phí gas mà dự án trừ của mình và tương đương với ngày hôm qua là phí gas là 0.9 đô với mạng BNB, thì tương đương là mình phải trừ đi là 16 đồng ai. Thì mình sẽ lấy 0.9 mình chia cho 16 thì nó ra cái giá thực tế là 0.05625 đô nhé. Thì cái giá này mình dự tính nó sẽ là cái giá mà bên phía iNetwork này họ dự tính mở thanh khoản sau khi bắt đầu mà mở giao dịch đấy. Nhưng mà cái giá này mình cũng là dự đoán ấy. Cái dự đoán này nó cũng chỉ chính xác 60 đến 7%. Trước đây mình cũng dự đoán cái đồng Zinex qua cái sự kiện mà earning ấy, có nghĩa cái sự kiện mình được nhận cái đồng Zinex hàng hàng tuần trong sự kiện, thì cái giá đấy khi mà mình tính thì nó cũng khá chính xác với cái đồng Zinex mà bắt đầu mở niêm yết. Đó, như vậy thì mình có là 22.990 đúng không? Thì ở cái trang BSCan ngày hôm qua mình vào mình check thì cái giá phí gas mình phải trả tương đương với là 0.9 đô. Thì mình thực nhận bên phía OKX này là 22.984, thì tương đương với sẽ là mình phải trừ đi 16 đồng ai. Thì mình sẽ lấy 0.9 cái đô phí gas BNB chia cho 16 thì nó ra cái giá là 0.05625. Thì mình lấy cái giá này là cái giá dự định dự tính là sẽ là cái giá mà dự án sẽ mở thanh khoản khi bắt đầu mở giao dịch. Còn cái giá này thì cũng là cái giá mình suy đoán và dự tính, còn không biết là có chính xác hay không, nhưng mà cũng có thể là 60 đến 7% là chính xác. Và cái giá mà bắt đầu mở thanh khoản này nó cũng không quan trọng đâu, quan trọng nhất là sau khi mà bắt đầu giao dịch ấy, thì cái đội ngũ dev và bên phía cộng đồng họ FOMO họ bơm cái giá lên bao nhiêu thì lúc đấy mới là cái giá chính thức, giá quan trọng. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn lấy cái con check để mình sẽ ép vào những cái ví. Nếu bạn nào mình có liên kết nhiều ví thì các bạn sẽ làm cách này, thì mình sẽ rút cái đồng ai về trên sàn OKX để mình bán. Thì ngay ở trên cái phần trang chủ các bạn sẽ nhìn thấy cái logo đếm ngược để mà niêm yết đồng ai. Các bạn bấm đây một cái, ở đây có chữ là tìm hiểu thêm, thì các bạn bấm vào đây thì mình sẽ tìm hiểu thêm và nó đưa mình sang cái trang của là OKX viết về thời gian phân phối đồng ai và thời gian mở giao dịch. Các bạn kéo lên bên trên thì các bạn nhìn thấy đây chính là cái hợp đồng thông minh của là đồng ai chạy trên cái blockchain của BNB chain. Các bạn giữ tay đây một cái và mình sẽ chép cái contract này. Nếu bạn nào mình đang để ở trên cái ví Web3 của là OKX thì các bạn đăng nhập vào ví Web3. Các bạn đăng nhập vào ví Web3, và nếu bạn nào mình cài rất nhiều ví Web3 giống như của mình là ví tài khoản 1 và tài khoản B
Ở đây thì các bạn kiểm tra xem hôm trước mình liên kết ở ví nào. Chẳng hạn là các bạn liên kết ở ví như của mình này đi, thì các bạn sẽ nhìn thấy mình có thêm con check nó hiện đồng ai ở đây. Thì cái cách thêm cái con check thì bằng cái cách các bạn bấm vào chỗ là quản lý tiền mã hóa ở đây. Và bên này thì các bạn nhìn thấy chỗ tiền mã hóa tùy chỉnh nhé, thì các bạn sẽ bấm vào đây. Nếu như bạn nào mình không nhìn thấy cái dòng là tiền mã hóa tùy chỉnh thì các bạn dán cho mình cái hợp đồng vừa copy vào ô bên trên. Khi bạn mở đến bước này thì các bạn cần bấm vào chỗ Bitcoin này và đổi sang cái mạng đó là BNB Chain, và các bạn dán cho mình cái hợp đồng vừa copy vào đây, và các bạn chỉ cần click nhẹ tay vào cái ô này một cái thì nó tự động nó sẽ hiện lên tên và ký hiệu. Các bạn bấm vào xác nhận này là mình sẽ thêm cái mã ví ai vào trên cái ví web 3 của OKX. Và cái việc mà để rút ấy, thì các bạn chỉ cần về quay lại cái sàn OKX nhé. Trên ví chớt hay là ví MetaMask thì các bạn cũng làm đúng như vậy là được. Để mà rút thì ở trên OKX các bạn bấm vào nạp ở đây. Và cái mục nạp này thì các bạn sẽ chọn ghi tìm kiếm, đây là đồng ai. Thì đây là cái đồng ai mà mình đang muốn nạp từ ví cá nhân lên đây. Các bạn bấm vào đây. Và bây giờ nó chỉ có duy nhất một cái mạng là BSC. Các bạn chạm tay vào cái mạng BSC. Và đây là cái mục cho mình sao chép mã ví. Thì các bạn copy mã ví và quay lại cái mục ví web3 của là OKX. Các bạn sẽ tìm đến cái đồng ai. Đây là đồng ai thì các bạn bấm mục là gửi đây. Và đây là cái mục mình sẽ dán mã ví. Thì các bạn dán mã ví vào đây. Và các bạn bấm xác nhận thì mình sẽ nạp từ cái ví web3 lên OKX với cái số lượng nào các bạn muốn nạp thì các bạn ghi vào đấy. Và trên ví chớt hay là ví MetaMask thì các bạn cũng làm tương tự như mình hướng dẫn, là các bạn sẽ rút cái đồng ai từ ví cá nhân lên cái sàn OKX để mình bán. Và chiều nay thì cũng là cái lúc 17 giờ chính thức là giao dịch đồng ai, thì lúc đấy mình sẽ làm cái video mình hướng dẫn cách bán đồng ai, và mình sẽ hướng dẫn các bạn bán sang tiền Việt Nam đồng để mà rút về tài khoản ngân hàng. Nhưng mà các bạn cũng để ý cho mình là khi đến thời điểm là 17 giờ này thì các bạn cũng đăng nhập vào app của là sàn OKX, và các bạn bấm vào đây thì mình sẽ bán đồng ai nhé. Vì cũng có thể khi mình ra video cho các bạn xong thì cái giá của nó có thể là không tốt như cái giá lúc bắt đầu mà mở giao dịch. Thì các bạn để ý cho mình, ví dụ đây cái đồng Avive mình làm hướng dẫn để bán cái đồng ai thì nó cũng tương tự như cái đồng Avive này. Các bạn sẽ vào cái mục giao dịch đây, và ở bên này bên mua, bên này bên bán, thì các bạn chọn sang cái bên bán này, và các bạn kéo max thì mình sẽ bán hết, và cái giá trị của nó thì nó sẽ hiện đầy cho mình biết. Và bên trên là cái biểu thị đồ lớn, và nó sẽ có hai lệnh. Thứ nhất là lệnh giới hạn là mình tự đặt theo cái giá mình mong muốn, và cái lệnh thị trường là khi mình bán cái là nó khớp ngay. Thì các bạn cứ canh được cái giá nào tốt thì các bạn cứ bán nhé. Còn bây giờ mình xin gửi đến các bạn video hướng dẫn, mình cũng xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.